Đây là nơi nào? Là biệt thự. Cuối cùng thì chúng ta đã giải quyết được khương thập thất rồi, dựa vào đồ ngốc như cô ta, còn muốn làm thiếu phu nhân của Lệ gia, mình xuyên không trở thành thiếu phu nhân ngọc ngách. Đúng là chết rồi, chuyện cô ta rơi xuống nước làm rất gọn gàng, không hổ là cháu gái của ta, sau này cháu có thể thay thế cô ta, trở thành vợ của Lệ Đông, cả Lệ gia tài này đều là của cô rồi, xem còn ai dám nói cô là mẹ kế nhà họ Lệ, xem ra trước đây bọn họ bắt nạt đứa ngốc này rất nhiều lần vậy để cho mấy người biết sự lợi hại của tôi vui không vui sắc giả này ồn ào gì thế đây không phải chồng mình đó chứ đẹp trai quá vợ à cuối cùng em cũng tỉnh rồi chồng ôm em tức chết cháu rồi cô à đồ ngốc này lại dám quyến rũ lệ đông của cháu yên tâm đi cô có đầy cách để đối phó với đồ ngốc này đây là nước sôi đi đi khát rồi phải không này uống chút nước cho mát vâng phòng chết cỏ cho cô không còn nói được nữa ai chị ai còn chưa biết được đâu nước lạnh rửa mặt rất thoải mái a nóng quá nóng quá thoải mái thoải mái thập thất em không sao chứ lệ đông em có lòng tốt rót nước cho cô ấy cô ấy lại hát vào mặt em rửa mặt nước lạnh là thoải mái nhất chị đối tốt với em em rửa mặt cho chị đây rõ ràng là nước sôi cô nói là nước lạnh, cô có ý gì hả? Em, chồng mình đúng là thông minh. Đều tại cháu, suýt nữa làm bỏng con dâu bảo bối của tôi rồi. Lệ Đông à, con yên tâm, mẹ sẽ dạy dỗ con bé đàng hoàng. Thập thất, chúng ta đi. Đợi đấy cho tôi. Đi chơi đi, kéo, lại muốn chơi tôi. Cháu làm gì thế, đưa đồ nguy hiểm cho đồ ngốc chơi. Xảy ra sự cố gì, đều rất bình thường cùng nhau chơi đi, cùng nhau chơi. Cứu mạng, giết người rồi, làm gì thế? Khương Thập Thất định giết bọn em, nhanh đưa cô ta vào viện tâm thần đi, đến lượt chị rồi, cho chị, đến lượt chị bắt em rồi, tâm trí của Thập Thất chỉ có 6 tuổi, sao cô ấy có thể hại người khác, còn nữa, mấy cái dụng cụ này tôi đã cất hết rồi, sao cô ấy lại tìm được? Em còn có lần sau cho dù cô là người thân của ai đều quốc khỏi nhà cho tôi thập thất em xem em chạy kìa mặt đều là dầu đi anh đưa em đi rửa mặt đồ ăn hại này có đứa ngốc mà cũng không đối phó được đây là gì sao lại có hai màu đây là sữa rửa mặt ca anh chuẩn bị riêng cho em đó là sữa rửa mặt chứa axit amin của bùn trắng điệu nhẹ hơn xà phòng sạch hơn acetamin hơn nữa nó còn rửa sạch lớp trang điểm nhẹ và kem chống nắng em yên tâm em là ân nhân cứu mạng của ông nội anh anh sẽ không để em chịu chút tổn thương nào hóa ra anh ấy không thích mình chỉ biết trả ơn thôi thập thất à con rơi xuống nước bị hoảng sợ rồi ngày mai mẹ tổ chức cho con bữa tiệc xua đuổi vận xuôi thích quá thích quá cô à cô nói xem sao cô lại tổ chức cho đồ ngốc kia bữa tiệc sang trọng như thế này muốn để người ta biết khương thập thất qua lại với người khác đương nhiên là càng đông càng tốt rồi cô à vẫn phải là cô đây chính là phòng của thập thất, vào đi. Sao lại không có động tĩnh gì? Em lại để anh ngủ cùng một kẻ ngốc, chẳng sót anh chút nào. Bảo bối, em sẽ bù đắp cho anh. Hai người, nếu đã có tình cảm, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hai người. Có nhìn thấy thập thất không? Không, không nhìn thấy tôi muốn tố cáo khương thập thất qua lại với người khác ô uế nhà họ lệ tội không thể tha cái gì thiếu phu nhân lệ ra qua lại với người khác cô có gánh nổi hậu quả của việc bôi nhọ vợ tôi không tai nghe vô ích mắt thấy là thật mọi người có thể cùng tôi đi xem nhìn đi khương thập thất và tên gian phu kia không biết trời biết đất là gì đây đây không phải mẹ kế của lệ tổng sao sao bà ấy lại ở đây Cô à, sao cô lại ở đây? Nhanh tỉnh lại đi. Mẹ chồng không chơi với em, bà ấy chơi với ông kia, còn đuổi em ra ngoài. Lời của kẻ ngốc sao có thể xem là thật được? Em thực sự không biết bọn họ đang làm gì, hình như họ bắt đầu như này, sau đó lại thế này. Sau đó, thế này thế này thế này, được rồi, được rồi, được rồi, đừng diễn nữa, hiểu rồi, như thế này còn ra thể thống gì nữa? Đây là mẹ kế của lệ ra sao? lại làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy cô hủy hoại nể nếp lệ ra từ hôm nay đuổi khỏi lệ ra tôi phải đi hẹn hò rồi còn cô nữa dám tung tin đồn vợ của tôi cô chờ bị kiện đi em mẹ chồng chơi với con cảm giác gieo gió gặt bão sướng không cô không ngốc bà hết cơ hội để nói rồi lệ đông đưa đi mẹ chồng chơi với con xuyên không trở thành phu nhân ngốc nghếch nhà hào môn cũng sướng quá đi thôi mà lại để mình hầu hạ một kẻ ngốc vàng lấy hết thôi đám lấy của mình còn có đây nữa hầu hạ kẻ ngốc cũng không tệ nhỉ ăn cap vàng số lượng lớn đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi anh tha cho tôi đi tiên sinh yên tâm anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu đẹp trai quá phu nhân có điện thoại từ mẹ kế và em kế nói rất nhớ cô muốn phu nhân về nhà một chuyến mẹ kế em kế nghe đã thấy không tốt một chút nào vậy để tôi đi cùng với thập thất 10 tỷ tiền này nhất định phải kiếm mẹ kế em kế người tốt em tự mình về được mẹ tên ngốc đó về con đã chuẩn bị món quà lớn vào cửa nhiều năm vậy rồi con chưa đùa cô ta chưa đủ à chút cho trẻ cọ này cũng dám giở trò trước mặt thiếu phu nhân tôi đây cô ta chắc chắn mắc bẫy rồi. Thôi quá, con ngốc không có mẹ dạy kia, Mày dám hất nước bẩn vào tao à, người đâu, bắt nạt lại cho tao, cô dám. Mẹ, con biết mẹ thương nó ngốc, nhưng nó càng ngày càng hỗ sược, thật không ra thể thống gì, thập thất, cái chậu đấy của con lấy đâu ra đấy, trên cao, bên đó. Tôi chỉ già chứ không mù, thủ đoạn nhỏ này của các người tôi thấy rất rõ ràng có tôi ở đây không ai có thể bắt nạt thập thất chúng ta đi hãy đợi đấy ăn lẩu thôi sao lại ăn lẩu thế ăn xong mặt dầu chết đi được ăn trái cà chua của gì đi ăn tải biển đi này không muốn ăn thì ra ngoài xem con ăn kìa miệng toàn dầu mỡ đi với bà nội bà đã chuẩn bị sữa rửa mặt cho con dối lệ đông đã chuẩn bị cái này cho con sữa rửa mặt hai màu đây là thương hiệu nào thế sao lại có hai màu thế kia anh lệ đông nói đây là sản phẩm chăm sóc da nội địa mới vô cùng chuẩn xác mà mà anh ấy sắp đầu tư gần đây thiết kế hai ống màu xám là bùn trắng micron màu trắng là axit amin gấp 4 lần sau khi kết hợp còn dịu nhẹ hơn xà phòng làm sạch sạch hơn axit amin họ sản xuất những sản phẩm làm sạch làm đẹp rất tốt rất nhiều chị minh tinh đang sử dụng mấy năm nay sản phẩm nội địa càng ngày càng chăm chút hơn bà cũng phải thay mấy thương hiệu quốc tế ủng hộ sản phẩm nội địa rửa mặt xong thật thoải mái bà nội sờ xem bà nội già rồi không bảo vệ con cả đời được, bà sẽ để lại một nửa tài sản cho con, đảm bảo nửa đời sau của con được bình yên ổn định, bà nội sống trăm năm nữa, cháu gái ngoan, tài sản trong nhà chỉ có thể là của chúng ta, chị, em muốn tặng chị quà, chị xem, trong này là đá hồng ngọc, đáng giả chục triệu đây. Nhưng để trao đổi, chị phải ký tên vào đây trước, tự nguyên từ bỏ tài sản chục triệu, kiêm khách, đến lấy tiền của ta. Ký cả ngày rồi, đã xong chưa thế, xong rồi. Con ngốc, tiền của chị tất cả đã là của tôi rồi. Mẹ, mẹ mau lại đây xem, con ngốc này đã ký thì. Nếu cô bẻ gãy đôi cảnh của tôi, tôi sẽ phá hủy thiên đường của cô. Con ngốc tôi bảo chị viết tên của chị, chị biết linh tinh cái gì thê, quy quy ký tên. Hôm nay mày bắt buộc phải ký tên cho tao, các người đang làm cái gì thế? Cô ép thập thất từ bỏ tài sản, tiền của tôi từ lúc nào do các người làm chủ vậy? ngày mai tôi sẽ đưa thập thất đi công chứng tài sản để con bé thừa kế một nửa tài sản của tôi các người dám có ý nghĩ xấu xa lần nữa tôi khiêng các người trắng tay ra đi thập thất chúng ta đi ngọc bà già tôi sẽ khiến bà không có ngày mai bà nội mẹ nếu mẹ không bảo vệ con ngốc này con sẽ không tàn nhẫn hạ thủ với mẹ chồng là mẹ đâu bây giờ thì tốt rồi tiền tất cả đều là coa chúng ta rồi quả nhiên bà đã hại bà nội của tôi tôi đã ghi âm rồi cô không ngốc tôi sẽ khiến các người trả giá. Tôi xem hôm nay cô có thể bước ra khỏi cảnh cửa này không? Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra, đưa người ra ngoài cho tôi, đóng cửa lại cho tôi, thả tôi ra. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Lệ Tổng Thập thất, em không sao chứ? Em yên tâm, anh đã thuê một đội ngũ y tế hàng đầu, bà nội sẽ không có chuyện gì đâu, có anh ở đây, em muốn làm gì thì cứ làm. mày muốn làm gì đừng đến làm loạn tao là mẹ kế của mày đấy ai ra chị dám đánh mẹ tôi cô tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu lệ tổng cậu cưới người phụ nữ này rõ ràng không phải con ngốc cô ta luôn lừa câu sao em có thể có thể dùng tay mình đánh chứ đánh đỏ cả lên rồi chuyện này không cần em phải đích tha ra tay đừng đánh tôi đưa đến đồn công an để bọn họ từ từ phục hồi thả tôi ra thập thất cho nên em vẫn luôn giả ngốc ngốc là giả vờ nhưng thích anh là thật đây là phòng làm việc của lệ đông à sao lại có tất của phụ nữ lệ đông anh tiêu rồi hửng nhẫn kim cương thập thất ngạc nhiên không bất ngờ không anh tiêu rồi chồng lần này về nu ốc nhất định phải giành lấy tài sản trong tay anh trai anh lệ đông ai cướp đây không được nhúc nhích không sao cô ta chính là ngốc của anh trai anh thập thất anh về rồi anh sao hai người lại ở đây bọn em đặc biệt quay về giúp anh quản lý công việc kinh doanh không ngờ chị dâu lại là một người ngốc nghếch đáng yêu được rồi Trùng hợp đang thiếu một giám sát quan hệ công chúng, buổi họp báo sản phẩm em đến giúp một tay đi. Cảm ơn anh, giao cho em chắc chắn không vấn đề gì. Vậy bọn em đi trước đây. Vì sao em phải giả ngốc thế? Dám hại chống của em. Vậy em phải cho anh ta biết sự lợi hại của em. Tôi thích quả lưu niệm này. Nó là của tôi. Nhưng, nhưng cái gì? Tôi là phu nhân giám sát. Đây là dành cho phu nhân chủ tịch ạ một con ngốc mà dám cưỡi lên để u, u mình tôi phải biến cô thành trò cười chị dâu đây là kiểu make up đẹp nhất lát nữa sẽ trang điểm cho chị để đi thảm đỏ nhé muốn khiến mình mất mặt à chọc nhầm người giỏi được nha thích thích đẹp lắm tôi như thế đó tôi xong thì gọi em nhé để tôi trang điểm cho cô nhé gần đây tôi thức khuya da vừa vàng lại dầu sắc mặt không tốt da mặt của cô đổ dầu nhiều trang điểm lên rất dễ trôi bong chóc bước đầu tiên của skincare chính là làm sạch mặt nên rửa mặt trước bằng sữa rua mặt cà phê double túc này đây là loại sữa rửa mặt nội địa bán chạy nhất trên mạng rất nhiều người nổi tiếng đang sử dụng trùng hợp đấy tôi cũng luôn dùng loại này hơn nữa nó là thiết kế hai ống màu xám là bùn trắng micron rửa sạch mọi bụi bẩn mà sữa rửa mặt thông thường không thể loại bỏ hết được màu trắng là axit amin gấp 4 lần làm sạch bể lát da nhẹ nhàng hơn, dịu nhẹ hơn xà phòng, rửa sạch hơn axit amin. Ngoài ra còn bổ sung thêm các thành phần thiết yếu như men bifit, dưỡng ẩm và không bị căng sau khi rửa, giữ làn da luôn trong tình trạng thái tốt, rửa xong không còn tí dầu nào cả. Lớp trang điểm sạch sẽ mịn màng hơn. Đến lượt tối trang điểm cho cô rồi. Giám sát phu nhân, các phóng viên đã đến rồi, đến đây. mình nhất định sẽ khiến khương thập thất mất mặt cô xem mặt cô ta kìa buồn cười quá mau xem kìa chủ tịch phu nhân ra rồi thật xinh đẹp con ngốc cô dám chơi tôi make cắp kiểu này đẹp tôi không xứng cho cô cho cô tôi liều với cô cô động vào cô ấy thử xem đến vợ của cậu mà còn không quản được, sao tôi tin tưởng cậu có thể quản tốt công ty. Xin lỗi thập thất, tôi đảm bảo không có lần sau, ban giám đốc sắp họp rồi, chúng ta đi thôi. Đừng quá đắc ý, lát nữa em sẽ bắt Khương thập thất quỳ trước em, đã chuẩn bị xong bài phát biểu với ban giám đốc chưa? Hôm nay em đẹp quá khiến anh nghẹt thở. Đáng ghét, em giúp anh xem xem. Em đẹp đến thế sao? anh dị ứng lông mèo sao lại có mèo ở đây thế lần này lệ tổng chắc là không tham gia họp ban giám đốc được rồi em ra chỉ có mình anh có thể đại diện lệ thị phát biểu thôi đợi lên báo rồi ngoài ra thêm sự phối hợp của những người được hối lộ trong ban giám đốc hôm nay lệ thị là của chúng ta rồi các người dựa vào đâu mà tham gia dựa vào chồng cô gục ngã rồi hay là con ngốc cô cũng muốn đến đó và tự làm mình xấu hổ sao lệ tổng còn chưa đến có phải xảy ra chuyện gì rồi không hôm nay lệ tổng không đến được lần họp ban giám đốc này sẽ do chồng tôi, chưa đến lượt các người đâu. Xin lỗi. Tôi đến muộn. Mọi người đừng bị cô ta dọa, cô ta là một con ngốc, người gây rối trật tự buổi họp ban giám đốc, tôi nên áp dụng biện pháp cần thiết để đuổi người đó ra ngoài. Chiến lược của công ty năm nay là thu hồi tài sản ở nước ngoài, trọng tâm đầu tư sẽ là ngành mỹ phẩm nội địa. Trước mắt tôi đang coi trọng thương hiệu Ga, một thương hiệu chăm sóc da chính xác tập trung vào nghiên cứu khoa học, cam kết sản phẩm giá cả phải chăng và hiệu quả, giải quyết các vấn đề về da của người trong nước. Không phải cô là con ngốc sao? Tôi diễn không tồi đấy chứ. Dựa vào hai người, đầu óc hai người cộng lại cũng không đủ cho thập thất chơi. Tôi cũng thu thập được một số bằng chứng cho thấy các người đã hối lộ ban giám đốc. Không cần lo lắng Tôi đã giúp các người tìm được công việc. Đồng nghiệp còn đều là người nổi tiếng nữa. Công việc gì? Bước lên máy bay. Đến đồn công an Triều Dương. Đến chạm xe buýt rồi. Sao hai người lại ngồi xe buýt vậy? Anh lái xe 3 triệu tệ đưa Eon bé đi học không phù hợp. Khiêm tốn. Vậy mà em còn chuẩn bị lễ phục mấy trăm nghìn tệ cho nó. Không giống nhau. Hôm nay lễ tốt nghiệp của em gái. Đương nhiên là phải xinh đẹp rồi. Anh đi trước đi. Em có chị dâu và anh nhất bác đi cùng là được rồi Chú ý an toàn đấy Này cô không nhìn đường à Rõ ràng là loại nghèo hành khi ngồi xe buýt gác người chắn đường rồi Tôi còn chê bị suối quẩy đấy Tôi Chặn xe đó lại Sao các người đến đây Lệ tổng bảo chúng tôi bảo vệ cô và tiểu thư Hôm nay bắt buộc khiến cô ta quỳ xuống xin lỗi cô Thôi bỏ đi bỏ đi Không tính toán với loại người đó Lễ tốt nghiệp sập bắt đầu rồi chúng tôi đi trước đây chị dâu y hô của chị ở đây đứng dậy chỗ này là chỗ mà mấy người ngồi xe buýt các người xứng ngồi sao đúng là oan ra ngõ hẹp vậy cô nói xem tôi phải ngồi chỗ nào mới được chắc mấy người nghèo như các người cũng không biết hôm nay phu nhân chủ tịch tập đoàn thiên hạo cũng sẽ tham dự lễ tốt nghiệp của con họ vị trí này là tôi đặc biệt dành cho phu nhân chủ tịch đấy cô cũng xứng hóa ra người cô ta muốn nịn nọt là mình sao cô biết phu nhân sẽ đồng ý ngồi đây cô kiếm có vài đồng, còn suy đoán suy nghĩ của người giàu. Cô nhìn các mặt mụn của em gái cô kìa. Con cái của gia đình nghèo thì không hay chú trọng. Đừng để ý đến cô ta, theo chị, có phải em xấu lắm không? Không đâu, chỉ là em tẩy trang không sạch thôi, mụn ẩn trồi lên, tuổi trẻ chị cũng mọc mụn, nhưng da chị bây giờ rất đẹp. Đó là sau này chị học trang điểm mới biết, bước đầu tiên của skincare là làm sạch mặt, nếu không muốn nổi mụn trở lại, trước tiên cần phải rửa sạch vi khuẩn gây mụn sữa rửa mặt trị mụn ckr này được phát triển đặc biệt dành cho làn da dễ bị mụn trứng cá khả năng làm sạch rất tốt sao lại có hai màu hai ống thế này ạ bởi vì là thiết kế hai ống màu nâu là chất leo lưu huỳnh và pionin chỉ có trong tinh chất trị mụn có thể làm sạch vi khuẩn gây mụn kiên trì sử dụng mụn trứng cá phiền phức càng ngày càng ít nhưng da em nhạy cảm không bị tổn thương chứ không đâu nó có không axit và không gốc xà phòng nên sẽ không làm tổn thương hay kích ứng mắt bạn ngay cả khi mụn bùng phát không bị khô rít sau khi rửa xong thoải mái quá nhưng mà chị dâu sao trường bọn em lại yêu chuyện này nhỉ em không biết sao ngôi trường quý tộc mà em theo học là sản nghiệp nhà chúng ta đấy đây là con cái nhà ai thế xinh đẹp quá đừng đắc ý đây có thể là thời gian tươi đẹp nhất của các người rồi tiếc là đối tượng với chúng tôi mà nói không đáng nhắc đến chỉ cần ngày mai ckr đầu tư vào tôi sẽ có quan hệ với phu nhân chủ tịch rồi tôi bớt được trăm năm phấn đấu rồi vậy chúc cô sớm bám víu quan hệ vài phu nhân chủ tịch chị dâu lễ đầu tư ngày mai em bảo anh trai đá bà vương đó ra ngoài không cần đâu giữ cô ta lại ngày mai xem kịch hay không hổ là buổi lễ đầu tư của tập đoàn thiên hạo sảnh lớn quá một là cô loại nghèo khổ như cô sao dám đến đây thế còn ăn mặc trang điểm thế này nữa nếu tôi không đến thì buổi lễ này không tiến hành được rồi tôi biết rồi cô là đầu bếp ở đây người nghèo nuôi con không dễ dàng gì cuối tuần cô còn ra ngoài làm mấy việc. Cô càng không dễ dàng, phải đến bám vào phu nhân chủ tịch để bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Không ngờ rằng trong mắt người khác, cô chỉ là một chú hề, loại nghèo nàn chưa từng thấy giới thượng lưu như cô. Cô mới là chú hề, tôi sẽ khiến cô mở mang thế nào là giới thượng lưu. Nước cờ đầu, đây là quà tặng phu nhân chủ tịch, túi Hermes Birkin, 500.000 tệ, còn có tất cả sản phẩm của CKR. Cô thật sự đã chi rất nhiều tiền, đây mới là món khai vị thôi, món chính ở đây, đĩa cổ một triệu tệ loại đĩa ăn giống như cô có làm cả đời cũng không mua nổi một cái Đầu tôi xem bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra đây là món đồ mà phu nhân chủ tịch yêu thích ám cái mùi nghèo đói của cô rồi sau này sử dụng thế nào đĩa của tôi quà tôi tặng phu nhân chủ tịch cô bị điên à báo cảnh sát mau báo cảnh sát xảy ra chuyện gì thế lệ tổng là do loại nghèo nàn này cô ta bất kính với phu nhân chủ tịch để tôi bắt được cô là ai tôi là vợ của khương tổng chồng tôi vẫn luôn hy vọng có thể hợp tác với anh. Anh xem có thể cho tôi cơ hội này không? Tôi cho tôi cơ hội. Các người bị phong sát rồi. Không phải, là cô ta. Cô ta làm vỡ quả tôi tặng phu nhân. Cô luôn nói tặng tôi quả. Vậy thì tôi giải quyết thế nào chẳng được. Cô là phu nhân chủ tịch. Đều tại cô loại phụ nữ phá hoại. Tập đoàn Vương Thị tiêu rồi. Cô nhìn xem trong mắt tôi có gì. Cái gì? Cô đó. Chú hề, Thập thất, em sắp sinh nhật rồi, muốn quà gì nào, hoa tươi. Mua hoa tươi rồi cũng khô héo, anh tặng em một bó hoa tươi điện tử. Em đã chuyển sang rồi, còn muốn quà gì nữa không? Ừ, túi. Em mua túi rồi cũng là anh đeo, tặng em một chiếc túi điện tử, một triệu bảy trăm năm mươi nghìn tệ. Đề ở chuyển sang rồi, đừng vội, vẫn còn một món quà nữa, không phải là điện tử, cái gì thế? Bình thường em đi dạo trung tâm mua sắm cũng không dám mua, anh đã mua lại trung tâm mua sắm mà em thích dạo nhất rồi đó. Em còn chưa dạo hết trung tâm mua sắm nhà mình nữa. Anh đã gửi WeChat của giám đốc trung tâm mua sắm cho em rồi, để anh ta tiếp đón em cẩn thận. Đừng. Quá trình dạo trung tâm mua sắm là đầu tiên mua một cốc trà sữa, sau đó cửa hàng quần áo. Lật mác, lật từng cái một không phát ra tiếng. Nếu cả trung tâm mua sắm đều biết em là bà chủ, thì không vui nữa rồi. Được. Vậy bảo em gái anh đi chơi với em. Đương nhiên là được. Nóng chết được. Chị dâu, trung tâm mua sắm nhà mình to thật, là CKR và Nhất Bác mà em thích nhất hôm nay bao hết, dành hết tất cả về, đi. Nhất bác của em tất cả là của em. Lớp trang điểm của chị trôi hết rồi. Hay là cô thử loại này, sửa rửa mặt CKR 2 ống. Bước đầu tiên của skincare là làm sạch khuôn mặt. Nó có thể làm sạch, kiểm soát và loại bỏ dầu và trong nắng. 3 trong một đều nhận được đánh giá tốt. Rửa xong thấy sạch hơn nhiều. Đây không phải bạn học cũ Khương thập thất sao? Trước đây không phải cô là một con ngốc à? Bây giờ tôi khỏi rồi, bệnh ngốc chữa được, bệnh nghèo thì không, đều là bạn học, cô vẫn nghèo nhỉ? Còn tôi đó à, ở vị trí tốt nhất trong trung tâm mua sắm này, đã mở một EUA hàng quần áo làm bà chủ rồi, tốt thế cơ à, đưa tôi đi xem nào. Vậy đi thôi. Chắc các người chưa từng tham quan cửa hàng quần áo cao cấp như thế này nhỉ, quần áo xấu thế. Những cái khác ở đây. Càng sâu không mua nổi các người còn kén chọn đúng không tôi nói cho cô biết chỗ chúng tôi bất kỳ dây thắt lưng nào cũng đều tận mấy nghìn đây đây là trung tâm mua sắm cao cấp loại bần hàn như các người thì nên đến chợ sạp lề đường đó kiểu phục vụ này của cô mới là hạ thấp đẳng cấp của trung tâm mua sắm đấy cô có tin tôi đuổi cô ra ngoài trong một phút không hả từ nay về sau ở trung tâm mua sắm này khương thập thất và chó không được vào thật vậy sao chị dâu nghe nói trung tâm mua sắm này mới đổi chủ cô ta ở đây gây sự ngủ không vui có khi nào dẹp cửa hàng của cô ta không ai ra loại nghèo hành các người cũng biết nhiều đấy lười để ý chúng ta đi đứng lại kẻ trộm cô nổi gì phụ kiện của bộ này mất rồi tôi thấy là em gái cô đã lấy tôi phải khám xét người cô dựa vào đâu khám xét kiểm tra camera trung tâm mua sắm này tôi có chống lưng tôi nói thế nào thì là vậy cô có chống lưng vậy tôi lại không có ai rồi biết thì tốt bởi vì tôi là bà chủ của trung tâm mua sắm này tôi sai rồi tôi sai rồi chắc cô không cho rằng tôi sẽ nói như vậy chứ bà chủ của trung tâm mua sắm à tôi nói cho cô biết cậu tôi là giám sát của trung tâm mua sắm này bây giờ tôi sẽ gọi cậu ấy đến đây vả vào mặt cô gọi người đúng không cô đừng hối hận cậu tôi ở trung tâm mua sắm mau đến đây trong vòng 5 phút anh hãy đến đây khương thập thất cô chết chắc rồi cô mới chết chắc đấy cậu đây là cậu tôi giám sát trung tâm mua sắm vậy cô quen không không quen đến giám sát mà cô cũng không quen còn dám giả vờ, chính là hai đứa nghèo hèn này đã trộm đồ nhà chúng ta, cậu mau gọi bảo vệ bắt bọn họ lại giao đến đồn công an đi, bảo vệ. Làm cái gì thế? Chào tổng giám đốc, tổng giám đốc, anh hiếm khi đến cửa hàng của chúng tôi thế này, quả đúng là vinh hạnh của tôi. Cô gọi tôi đến đây có gì phân phó? Tổng giám đốc, có phải anh nhầm rồi không? Cô ta đến giám sát cũng không quen biết, sao có thể quen anh chứ? sao lại ăn nói như thế với bà chủ cô còn muốn cửa hàng này nữa không hả bà chủ cô là bà chủ mới của trung tâm mua sắm này tôi quả thực không quen biết cái gì mà giám sát giám đốc là người có chức vụ thấp nhất mà tôi có thể quen biết rồi thấp hơn nữa tôi thực sự không quen biết ai chuyện cô vu khống tôi trộm đồ phải tính thế nào nhỉ cầu xin cô tha cho tôi lần này tôi mắt mù rồi tôi có mắt không nhìn thấy núi thái sơn vậy cô biết anh ta không Người thu phế liệu. Rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay. Anh ta chính là ông chủ của cô. Sau này cô đã biết ông chủ rồi. Xong đời rồi. Chủ tịch, cửa hàng này đã chuẩn bị xong xuôi để chào đón anh rồi. Bạn gái cũ của tôi khương thập thất. Báo họ giải tán đi. Tôi còn có việc quan trọng cần làm. Chào mừng ghé thăm. Xin lỗi anh. Lệ đông anh đến làm gì? Một người bạn trai cũ tốt. Nên giống như chết rồi thì hơn. Tôi đến để mua đồ. Chỗ chúng tôi đều là vest đặt may cao cấp. Người quen nên còn có thể dâm giá 2% cho anh. Em vẫn giống như chú ốc đây. Công việc quan trọng hơn anh. Bây giờ anh mới là quan trọng nhất đối với tôi. Dù sao thì khách hàng là thượng đế mà. Anh cởi áo ra đi. Tôi đo kích thước cho anh. Được. Trước đây cũng không phải chưa từng hôm qua. Đến đo đi. Đừng đừng đừng. Không cần nữa. Số đo ba vòng của anh tôi vẫn còn nhớ. Mau mặc áo vào đi. Lệnh triệu tập của tòa án. Anh phạm tội gì thế? Tôi quên nộp phí dịch vụ. Bị tố. Đến phí dịch vụ cũng không trả nổi. Còn đến tăng doanh số cho mình. Chủ tịch xin lỗi. Bất động sản của anh lớn quá. Tôi đã quên nộp phí dịch vụ một căn. Biết rồi. Đồ đáng ghét nhà cô. Quần áo ở đây đều rất đắt. Vừa hay chỗ chúng tôi đang tuyển người. Nhân viên giảm 50% tuyển người thế nào làm việc tại chỗ khách hàng lớn đến rồi bà Lâm đã lâu không gặp bà quả đúng là có mắt nhìn chiếc váy này là chúng tôi đặc biệt giữ cho khách quý vip đấy đẹp hơn bộ bà đang mặc trên người rất nhiều vậy sao bộ trên người tôi cũng là mua chỗ các anh đấy cái này bà Lâm tôi nhớ lúc bà mua bộ này bà còn nói màu xanh là màu may mắn của bà cô vẫn nhớ à tôi còn nhớ bà thích nhất là váy bó dài đúng không mang ba bộ kia cho bà Lâm xem. Có ngay. Hình như tôi có thấy cậu nằm trong danh sách những người giàu có nhất trên Fox thì phải. Anh ta là CEO chỗ chúng tôi. Đúng vậy. Bà mới giống người trên Fox đấy. Khi chất quý tộc thật vậy sao? Đúng vậy. Tôi có vài người chị em tốt, lấy cho họ mỗi người ba bộ. Thanh toán. Vâng. Bà Lâm đi thong thả, dựa vào anh mà cũng lên Phóc á? Khương thập thất, lại là hiển nhiên đúng không? Tôi là quản lý đấy. Cô còn khiến tôi khó coi trước mặt khách hàng. Khiến anh khó coi à? Do anh thiếu chuyên nghiệp. Cô chuyên nghiệp, vậy cho cô một tháng, hoàn thành doanh thu 500 vạn. Không hoàn thành thì cút cho tôi, anh không biết rồi. Chị đây đã từng bán được nhiều nhất 1.000 vạn đấy. Vừa rồi tôi nói không phải một tháng, tôi nói là một tiếng đồng hồ. Anh lật lọng à, ai bảo tôi là quản lý chứ, tôi nói gì thì là vậy. Bắt đầu tính giờ, tôi xem xem cô có bản lĩnh thế nào. Mục tiêu lớn như thế, rõ ràng không thể nào hoàn thành. Tôi đi gọi điện liên hệ khách hàng nhớ có phép màu xảy ra thì sao chẳng trách mình không thể quên được cô ấy chị vương cửa hàng chúng tôi gần đây mới về mẫu mới vâng được được còn một phút nữa gọi điện thoại làm gì nữa thu dọn đồ đạc mau cút đi động đất rồi chuyện gì thế có lẽ là kỳ tích đến đây các người muốn làm gì thế chủ tịch của chúng tôi nói là tất cả đồ trong cửa hàng này anh ấy sẽ lấy hết dây số tính cho cô ấy cái gì lấy toàn bộ Vậy có nghĩa là hơn nghìn vạn rồi. Xem ra không cần đi nữa rồi. Chủ tịch của các người là ai thế? Lúc nào mà tôi lại phục vụ một vị khách bá đạo như thế vậy? Khương thập thất, coi như cô dẫm phải phân may mắn. Vất vả rồi, vất vả rồi. Anh đứng ngay ra đó làm gì? Chuyên chỗ này lên đi. Để tôi, để tôi, để tôi. Không sao cứ để tôi. Mọi người đối xử với anh ta cũng tốt đấy nhỉ. Anh ta là một nhân viên bán hàng. Không cần khẩn trương như thế. Có mệt không? Mệt nhưng muốn nhìn thấy giám đốc chó bị vả mặt. Xứng đáng, nhưng hôm nay bên ngoài nắng to, dự là tôi lại bị phơi đen rồi. Tặng em cái này, em vẫn luôn nói chỉ cần dính nắng là đen ngay. Hàng ngày dùng cái này, chưa bao giờ thấy em chăm chỉ đến thế, thật không ngờ anh vẫn còn nhớ. Da tôi rất mỏng, rất kén mỹ phẩm, sợ chỉ cần dùng là mặt mẩn đỏ ngay. May quá có bộ làm trắng OSM này, bao lâu như thế chỉ tin tưởng sử dụng vô cùng an tâm, trắng lên rất nhanh, rất phù hợp với tôi. Thả tim. Đợi tôi nhận thưởng rồi sẽ mời anh ăn cơm. Được, còn thưởng nữa cơ à. Đừng có mơ. Là quản lý, tôi rất có trách nhiệm nói với cô. Ngày mai chủ tịch sẽ đến cửa hàng biểu dương. Danh hiệu người bán hàng giỏi nhất này và tiền không. Đương nhiên là tôi rồi. Tôi thấy anh ghi thủ. Đừng bẩn tay. Anh ta sẽ hối hận thôi. Thật thất, sao ngày nào cô cũng phơi nắng mà không đen đi vậy? Thấy còn trắng hơn ý. Thật không? Chủ tịch đến rồi. Đến rồi, chủ tịch đến rồi. Chủ tịch đại nhân, tôi thực sự vô cùng mong chờ. Sao lại là cậu? Anh đã mua bảo hiểm thất nghiệp chưa? Ý gì hả? Bởi vì nửa đời sau của anh thất nghiệp rồi, anh đã bị phong sát. Thập thất chúc mừng em trở thành người bán hàng giỏi nhất. Sau này em sẽ là quản lý của cửa hàng này. Chủ tịch, tôi đúng là có thay đổi nhiều. Nhưng có một điều không thay đổi đó là... Tôi vẫn thích em. Cà phê của anh, em có 30 tệ không? Tôi mới 25, chia tay. Chết tiệt, sao lại mơ đến đoạn mình với lệ đông chia tay vậy trời? Cô ta là ai thế? Ngủ còn chảy rãi. Nghe nói cô ta là bạn gái cũ của lệ tổng. Thấp kém như thế à? Chẳng chết bị lệ tổng đá. Chủ tịch đến rồi. Chủ tịch, Thật thật, đây là trà sữa tôi mua cho em. Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi, không được uống lạnh, cho nên đây là trà sữa nóng. Không có chân châu tôi, không uống được, cho nên tôi để riêng chân châu ra, không ảnh hưởng mùi vị. Anh đã là chủ tịch rồi, lại chỉ mua cho tôi trà sữa. Nhà và xe đều ở đây. Tôi hiểu con người em nhất, tái hợp đi. Bây giờ có thể đi lấy đăng ký kết hôn ngay. Ai nói anh hiểu tôi nhất? Vậy anh có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Ngựa tốt không nhai lại cỏ từng ăn. Cái này, tôi thực sự vẫn chưa đoán được. Chủ tịch, tôi thực sự đau lòng cho anh. Anh điều khương thập thất từ cửa hàng lên tổng bộ. Còn đối với cô ta chu đáo như thế, cô ta còn không biết tốt xấu. Thế này thật ra vẻ ta đây. Khương thập thất có thế nào tôi đều thích. Không đến lượt cô lên tiếng. Chủ tịch bảo vệ cô ta như thế xem ra là thích con gái ra vẻ ta đây mình cũng biết không thập thất tối nay đi tham gia tiệc cùng tôi nhé thợ trang phục và trang điểm tôi đã chuẩn bị cho em rồi tôi không đi con chó của dì ba của chú tôi đã sinh con rồi không có thời gian tạm biệt em đi như thế à không thì làm gì nữa chó sinh con là chuyện lớn tay không đi sao được dù thế nào cũng phải mang theo phong bì chứ tôi mừng mười vạn thế này cũng được Em đã không đi tiệc, vậy tôi cũng không đi. Này cô, cô thay tôi đi tham gia tiệc tối đi. Tôi cũng không đi, tâm trạng tôi không tốt. Chủ tịch có thể anh không biết, tôi cũng rất ra vẻ đấy. Hiểu hiểu đúng không? Thưởng thắng này của cô, cắt. Chị em à, cô đang làm cái trò gì thế? Khiến tôi mơ hồ đấy. Mặc dù chủ tịch không giữ với tôi, nhưng anh ấy ghi nhớ tôi rồi. Xem ra, chủ tịch đối với tôi càng sâu đậm rồi. Thật thật, mùa hè đến rồi, anh sợ em bị cháy nắng nên đã mua cho em một chiếc xe. Tôi không cần, tôi có mỹ phẩm dưỡng trắng OSM rồi, có nó tôi mới không bị đen. Đây không phải là lúc trước tôi mua cho em sao? Thành phần tinh chất chống OSM, có thể trực tiếp thẩm thấu vào da, có tác dụng loại bỏ sắc tố đen, các đốm nâu và mụn trên mặt tôi, còn cả sự khác biệt màu da giữa mặt và cổ đều được giải quyết rồi. Mọi người đều bảo tôi trắng lên nhiều, vậy sao? Vậy em cũng thoa cho tôi đi. Không muốn sản phẩm tốt như thế này, tôi đương nhiên muốn một mình hưởng. Lệ Tổng thích kiểu con gái luôn nói không muốn, mình học được rồi, mọi người đây là khách hàng lớn của chúng ta. Trương Tổng, hiểu hiểu, trình bày phương án cho Trương Tổng đi, không muốn, hôm nay tôi ăn mặn, không muốn nói chuyện, thế này là có ý gì, vậy cô đi in hợp đồng đến đây, không muốn, tôi mới làm móng không được động vào máy in. Cô ra ngoài cho tôi, không muốn. Hôm nay tôi không muốn đi bộ Xin lỗi, ăn phải đồ hỏng rồi Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện Hôm nay may mà có thập thất Đã hóa giải nguy cơ Thưởng 50 vạn Nhưng cô Có lần sau nữa lập tức nghỉ việc Hóa ra lệ tổng cũng có giới hạn Mình không thể tự sát được Vậy mình sẽ khiến cho Khương thập thất bại Tan làm rồi mọi người đừng đi. Hôm nay văn phòng lệ tổng mất một thứ rất quan trọng, một hộp quà màu đỏ. Có ai nhìn thấy không? Vậy chi bằng kiểm tra túi của mọi người đi. Cô có quyền gì kiểm tra túi của mọi người chứ? Chắc không phải cô trột dạ đấy chứ. Tôi xem xem, cô xem cái gì? Cầm lấy. Khương thập thất, sao cái này lại ở trong túi của cô? Hóa ra là cô đã trộm à? Cô thử nói linh tinh nữa xem. Tôi khiến cho bảo hiểm y của cô đến mức truy thủ đấy. Cô đã chạm đến giới hạn của lệ tổng. Cô chết chắc rồi. Có chuyện gì thế? Lệ Tổng, Khương Thập Thất đã trộm đồ của anh. Trước đây cô ta chiếm được sự dùng ái của anh. Vô pháp vô thiên, bây giờ cô ta còn làm ra chuyên trộm cắp nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không có. Bằng chứng rõ ràng, cô nói ai tin chứ? Tôi tin. Tôi tin Thập Thất sẽ không làm ra chuyện này. Cái này được lấy ra từ trong túi của cô ta. Cô cần bằng chứng đúng không? Tiểu Trần, Chủ tịch đúng như anh dự liệu. Đồ là do hiểu hiểu trộm bảo vệ đưa đi lệ tổng vì sao anh lại bảo vệ khương thập thất như thế cô ta ra vẻ ta đây như vậy đúng thế vì sao anh bảo vệ tôi như vậy anh không thấy tôi rất ra vẻ ta đây à tôi biết em đang cố ý làm quá khuyết điểm lên muốn dọa tôi sợ chạy nhưng thực sự có khả năng có một ngày tôi sẽ biến thành như vậy hơn nữa tôi cũng không thể tài đức như trong tưởng tượng của anh Giữa chúng ta sẽ khó rất nhiều. Tôi quản lý công ty mấy nghìn người, tôi còn không đối phó nổi việc em làm sao. Sau này trước mặt tôi, em muốn thế nào thì thế ấy. Hơn nữa tôi đã đăng ký lớp học hiểu ý ngầm của phụ nữ rồi. Để tôi kiểm tra anh. Nào, tôi không muốn thấy anh nữa. Lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Cho tôi 5 phút nữa, cho tôi thêm 2 tiếng nữa, tôi còn phải trang điểm. Vậy anh có biết biểu cảm này của tôi là ý gì không? Cái này chưa từng học. Thật thất, hôm nay là kỷ niệm 100 ngày gương vỡ lại lành của chúng ta, tặng em quà này, em đã nhắm chiếc túi này lâu lắm rồi đó, chiếc túi này chưa phải là món quà thực sự đâu, bên trong ý. Vòng vàng đẹp quá, nhưng sao nó giống chìa khóa vậy, ô khóa chỗ anh đúng không, đồ đôi, khóa trên cổng lớn số 204 Trang Viên Xà Sơn. Biệt thự trăm triệu Á, anh thật là tốt quá đi, vậy có thể thưởng, cho anh một nụ hôn không? Không đúng, em phải đi tuần tra cửa hàng. Em đi trước đây. Người mình yêu là người cùng công việc à? Chào bà chủ, tốt. Bà chủ, hôm nay doanh thu không cao, nhưng chúng tôi quyết định sẽ tăng ca hoàn thành. Nhưng chúng tôi quyết định sẽ tăng ca hoàn thành. Tăng ca chỉ dẫn đến tuần hoàn ác tính thôi. Hôm nay tan làm sớm. Ngày mai hãy phục vụ khách hàng với diện mạo tốt nhất. Cảm ơn bà chủ. Không cần cảm ơn, giải tán đi. Khương thập thất, đúng là cô thật này, cô trắng hơn trước đây nhiều đấy. Những người không may mắn nhất lớp ta lại là cô. Bây giờ có phải cô hơi hối hận rồi không? Ý gì thế? Bạn trai cũ của cô, lệ Đông, bây giờ là chủ tịch rồi. Vô dĩ cô có thể trở thành vợ chủ tịch, nhưng bây giờ cô chỉ là một nhân viên phục vụ. Cô có tìm thấy bói xem cho chưa? Có phải số cô nghèo đúng không? Gieo khẩu nghiệp rồi, tha thứ cho cô ta, tha thứ cho cô ta. Con người cô sao lại? Để tôi phục vụ cô nhé. Cô muốn mua gì thế? Tôi muốn mua giày để tôi phục vụ cô nhé. Tôi muốn cô ta phục vụ tôi. Nếu cô không phục vụ tôi chủ đáo, sẽ tôi tố cáo thế nào? Cô nhầm lẫn rồi, cô ấy là nhân viên lâu năm. Cô qua đó nghỉ ngơi một lát, tôi lập tức đến ngay. Bà chủ hôm nay sẽ dạy cô, đem toàn bộ những đồ trong cửa hàng không bám được lấy ra hết cho tôi. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Chỗ giày này cô có thể thử mang. Cô định đứng đó phục vụ tôi sao? Quy xuống mang giày cho cô, đã hài lòng chưa ạ? À? Đôi này là tôi lựa chọn cẩn thận đó, thử mang xem, thật là hợp, nhưng hơi đắt xíu. Bao nhiêu? Thật đúng là bị châm biến rồi, đôi này của tôi, giá cả tuyệt đối xứng với thân phận của cô. Cô xem cái miệng này của tôi, đổi đôi khác, đôi này thuộc dòng cao cấp theo mùa, giá cả tuyệt đối xứng với thân phận của cô. Đôi này nhìn không tệ, bao nhiêu? Ba vạn. Còn đôi nào khác không? Chắc chắn là rẻ quá đúng không? Có. Đôi này hoàn toàn làm thủ công. Người mang nó đều là những người giàu có và cao quý. 5 vạn. Hai đôi này đều được. Tôi xem thêm đôi khác nữa. Đã nhiều năm rồi, mà cô vẫn sử dụng mỹ phẩm nội địa 2-300 sao. Cô coi thường hàng nội địa, hay là coi thường 2-300 vậy? Tôi thấy cô đã bị chủ nghĩa tư dùng dùng tẩy não rồi. Trong này toàn thành phần dưỡng chất. Dù sao thì hàng đắt mới tốt. Tôi vẫn luôn dùng hàng hiệu quốc tế. Dùng nhiều hàng hiệu quốc tế như thế, sao không có tí hiệu quả gì vậy? Tôi còn trắng hơn cô mấy tu đấy. OSM là dòng sản phẩm nghiên cứu chuyên biệt nội địa, hiệu quả sớm, cô nói cũng có lý. Vậy thì tặng cho tôi đi, giày thì tôi xem xét thêm. Muốn lấy hả? Tự lên livestream của OSM mà mua. Giày cô cũng đừng suy nghĩ nữa, tôi mới đăng hai đôi giày đó lên nhóm bạn học rồi, để mọi người giúp cô tham khảo. Mọi người hai đôi giày đó cô đều có thể lấy. Cô? Sao vậy? Không phải không có tiền mua đấy chứ. Tôi không sao không sao không sao bây giờ tôi sẽ nói với các bạn học tiểu mỹ cô ấy không có tiền tôi là người không mua nổi sao bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn trai tôi anh yêu cuối cùng anh đã đến rồi em đã nhìn chúng hai đôi giày không đắt chỉ 8 vạn thôi quẹt thẻ không thập thất nhìn thấy chưa hả cô có đứng đây cả năm cũng không so được với anh yêu nhà tôi đâu mua cho tôi hai đôi giày cả đời này của cô chỉ xứng đáng quỳ mang giày cho người khác thôi đúng 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 thanh toán bên này thẻ của anh này chồng chồng vậy tiểu mỹ sao anh lại ở đây không phải anh bảo ở nhà sao? Anh đến chọn quà cho khách hàng. Cô à cô đi đâu đấy? Cô vừa tiêu 8 vạn. Anh đây đã giúp cô thanh toán. Đây là bill của cô. Cầm lấy này. Cô và chồng tôi. Còn trẻ thế mà không cần thể diện nữa à? Thật đúng là mất mặt mà. Khương thập thất. Cô muốn xem trò cười đúng không? Tôi nói cho cô biết. Cô đừng hòng. Là cô ta mất mật. Người đàn ông của cô ta bị tôi giật mất. Vợ à anh. No no no, người cô giật không phải người đàn ông của tôi. Thứ cô giật mất chính là phiền não của tôi. Dù sao thì anh ta quẹt thẻ của tôi, tiêu tiền của tôi. Cô hãy ngoan ngoãn chờ thư triệu tập của tòa án đi. Cô. Cảm ơn cô nhắc nhiều tôi. Đồ trong cửa hàng các cô tôi mua hết. Giúp tôi đóng gói chuyển đến nhà tôi. Vâng thưa chị Phú Phú bà, chị đi thong thả. Vợ à cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh yêu anh đừng đi. Cút đi đồ con lừa nhà cô. Sao lại liếm chân tôi thế? Khương thập thất đồ phục vụ thối tha nhà cô bây giờ tôi sẽ tố cáo cô gọi ông chủ của các người đến đây gọi ông chủ bà chủ cái gì tôi ở đây này cô muốn nói gì thế cô là bà chủ không thể nào đây là cửa hàng của lệ đông đây đúng là cửa hàng của tôi lệ tổng nhưng của tôi cũng là của thập thất các người cô ấy bây giờ là vợ tôi vô dĩ doanh thu hôm nay không tốt vẫn phải cảm ơn cô đã tặng cho tôi đơn hàng lớn như vậy hôm nay thưởng cho mỗi nhân viên có mặt tại cửa hàng hai vạn cảm ơn bà chủ chào bác sĩ cô chính là tưởng tư khải khương thập thất giọng địa phương của bác sĩ này nặng quá là tôi bệnh ung thư vú của cô giai đoạn cuối rồi ung thư giai đoạn cuối tưởng tư khải xong rồi đúng không khương thập thất khương thập thất người đi đâu rồi bác tài lái xe đi người đẹp à cháu có thể gửi lộ trình cho bạn trai cháu không cháu không có bạn trai cháu thấy chú thế nào thanh niên các cháu bây giờ Thịnh Hành yêu đương chú cháu lắm. Chú có ý gì thế? Chú rất thương người, không đối xử tệ với cháu đâu. Nhịn một lúc thì u sơ tử cung. Lùi một bước tăng sản tuyến vũ. Alo bác sĩ, tôi điên muốn phạm pháp rồi, không khống chế được nữa. Bây giờ có người quấy rối tôi, bây giờ tâm trạng tôi đang kích động. Tôi muốn phát điên, tôi muốn chém anh ta. Giao, trong túi, tôi chém chết. Cô làm gì thế? Cô đừng kích động, tôi còn có mẹ già con thơ. Tôi sai rồi, tôi đáng chết. 5 phút, tôi sẽ đưa cô đến nơi. Bắt đầu tính giờ, 5 phút. Đến rồi, muộn 3 giây. Anh tiếp nhận hình phạt của tôi, hay là tiếp nhận hình phạt của pháp luật? Cảnh sát à, tôi mới quấy rối một cô gái, bây giờ các người hãy lập tức bắt tôi đi, nhanh lên, phát điên đúng là, sảng khoái. alo quản lý khương thập thất trong nhóm gửi thông báo cô mù rồi à không muốn làm nữa thì nói sớm sau này nói chuyện với bà đây khách sáo chút lãnh đạo thối trước đây anh đối xử với tôi ra sao bà đây sẽ trả lại gấp đôi khương thập thất cô vừa chửi tôi đúng không tí nữa tôi sẽ xử lý cô 10 phút nữa nộp cho tôi powerpoint tôi phải nộp với lãnh đạo 10 phút Tôi là quản lý, nếu cô không muốn làm thì cút ngay lập tức. Được, tốt lắm. Chào các vị lãnh đạo, tôi xin báo cáo với các vị tình hình tài vụ của công ty gần đây. Đây là PowerPoint tối qua tôi tăng ca, mời mọi người xem. Đây đây đây. Đây là PowerPoint của cậu làm hả? Nếu cậu không muốn chết thì cút ngay bây giờ đi. Tôi, sếp, ấy. Đừng đi. Khương thập thất, tôi là quản lý cô chơi tôi đúng không? Không phải anh nói, đây là PowerPoint do anh làm sao, lấy đá tự đập chân mình. Khương thập thất, cô chưa xong với tôi đâu. Thập thất, cô ngầu thật đấy, nhưng mà dự là ngày tháng sau này, cô không có ngày nào tốt đẹp đâu. Thời gian của tôi vốn dĩ đã không tốt đẹp rồi, cô xem này, đây là tôi lúc vừa mới tốt nghiệp, lại nhìn lại tôi bây giờ đi. Sau khi làm việc một năm bị chèn ép đến mức già đi nhanh chóng, nếp nhăn ngày càng nhiều, tôi cũng thế, tôi cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải yêu thương bản thân mình. Đây là kem làm mờ nếp nhăn Petroin. Tôi đã cho vào trong giỏ hàng lâu lắm rồi. Trước đây bản thân tôi đã từng sử dụng, sau một giờ dùng giảm 28% nếp nhăn, sau 4 tuần sử dụng giảm 40% nếp nhăn, trực tiếp cứu rỗi tôi khỏi sự già nua của tuổi tác. Trước đây không dám mua, nhưng bây giờ, tôi đã tích chữ hàng cả năm rồi. Sản phẩm tốt như vậy, tôi cũng phải nhanh chóng mua thôi. Tan làm rồi, đứng lại. Sao thế? Nhóm chúng ta không cho phép có người tan làm đúng giờ. Là nhóm nòng cốt của công ty, phải có, hổ chân núi, đại bàng nhìn xa, và Sói thiện chiến. Thật xin lỗi, tôi ấy hả, là thùng đựng gạo, ngựa làm hại đàn, và là gập khuấy phân. Cút Tôi là quản lý, cô dám nói như thế với tôi hả? Khương thập thất nhẫn nhịn anh gây khó dễ trước đây, đã chết rồi, bây giờ, thập thất hữu nỗ lộc thị. Cô làm phản đấy à? Cô là nhân viên thối tha. Nhân viên thối tha đúng không? Cô chán sống rồi hả? Tôi là quản lý đấy, quản lý đúng không? Tôi phong sát cô toàn ngành, phong sát đúng không? Khương Thập Thất, cô bị sa thải rồi, có thể viết đơn nghỉ việc rồi đấy, yêu cầu tôi viết đơn nghỉ việc, anh mù pháp luật à? Sa thải người lao động phải đền bù đó. Tan làm thôi. Tan làm thôi, tan làm thôi. Hôm nay Khương Thập Thất bị làm sao thế? Đã ăn tìm gấu gan báo rồi hay sao? Tôi muốn giết chết cô ta. Chào chủ tịch. Alo con trai, buổi tối muốn ăn gì? Đây không phải là chủ tịch mới nhận chức sao? Đi thôi. Vâng, Khương Thập Thất là con gái của chủ tịch mới. Chẳng trách cô ta phách lối thế. Tiêu rồi, mình đắc tội cô ta rồi. Thiếu ra, chủ tịch ông ấy, ba tôi. Có một đứa con gái ngoài giá thú sau so lưng tôi, tôi phải đi gặp cô ta. Mọi người dừng lại chút, thứ bảy tăng ca, ai đến làm? Lại tăng ga, để tôi, nhìn không thập thất người ta kìa, học tập đi, nhưng thứ bảy tôi có việc muốn xin nghỉ. Phí tăng ca của công ty là 200, nghỉ trừ 150, 50 còn lại anh chuyển trực tiếp vào thẻ của tôi là được. Cô chơi tôi đúng không? Đến chết bà đây còn không sợ. Sợ gì anh? Bệnh ung thư vú của cô giai đoạn cuối rồi. Cô cười cái gì thế? Tí nữa quản lý lý đến, tôi khiến cô không cười nổi. Chuyện gì thế? quản lý khương thập thất cô ta từ chối tăng ca cô xong đời rồi từ chối tốt lắm sau này không cho phép sắp xếp nhân viên tăng ca cuối tuần cậu theo tôi lại đây thập thất quản lý lý này sao đột nhiên làm người vậy ai mà biết được chắc uống nhiều quá quản lý không phải anh ghét khương thập thất sao sao lại bên cô ta thê cô ta tự nhiên trở lên phách lối như thế chắc chắn là có nguyên do rồi cô ta không muốn làm nữa à cô đần độ thê cô ta chắc chắn là thiên kim của chủ tịch mới đó ngồi yên nhà tôi là gia đình cha truyền con nối trong giới đông y đấy để tôi bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra trước đây là tôi có mắt như mù bây giờ đã cải tà quy chính rồi hay là thế này tôi thăng chức cô lên giám đốc hạng mục dưới quyền rồi đến một người cũng không có sao mà xem là lãnh đạo chứ có chứ buổi chiều tôi đã sắp xếp trợ lý phỏng vấn rồi thiếu ra vì sao cậu lại che giấu thân phận đến công ty thế đến gặp mặt con riêng của ba tôi tôi muốn xem xem khương thập thất là nhân vật thế nào người phụ nữ chuyên nghiệp. Lãnh đạo, chúng ta bắt đầu thôi. Tốt nghiệp Harvard, có vấn đề gì cứ hỏi trực tiếp, không trả lời được xem như tôi thua, cầm tinh con gì, tôi tuổi rồng. Hợp tuổi với tôi, hôm nay đi làm luôn. Thiếu gia, Khương thập thất này thật kỳ lạ, quả nhiên không phải là người bình thường. Thì có thể quan sát nhất cử nhất động của cô ấy trợ lý lưu lát nữa tôi có việc rất quan trọng không ai được làm phiền tôi thiếu gia chúng ta đang làm gì đây ạ à? cô ta chắc chắn đang chuyển nhượng tài sản đã ủ mưu từ trước thủ đoạn chống điều tra mạnh mẽ như thế là tôi đánh giá thấp cô ta rồi xem ra tôi phải chủ động xuất kích thôi vương nhất bác đẹp trai quá quản lý khương món quà này tặng cô. Hôm qua sản phẩm dưỡng da Petroin, không sai, sản phẩm chăm sóc dưỡng ẩm da Petroin 593, đồng hành cùng các thế hệ phụ nữ phương Đông qua quá trình chuyển đổi gu sắc đẹp, chứng kiến làn sóng sản phẩm nội địa không ngừng phát triển, rất phù hợp với những người phụ nữ công sở làm việc hiệu quả cao như cô. Tên nhóc anh cũng hiểu biết đấy, tôi nói anh nghe, một lọ này có thể nhanh chóng làm mờ nếp nhăn, phục hồi nhanh, sáng da, rất lợi hại đó. Có điều, sao anh biết tôi thích loại này? Cái đó, gần đây cô thức khuya tăng ca, tôi thấy cô đặt trên bàn cũng dùng hết rồi vậy sau này hai chúng ta chính là số một thế giới tốt nhất nhất được lần này lấy được tín nhiệm của cô ấy rồi người mới đến cuối tuần cả nhà tôi đi du lịch cậu làm tài xế cho tôi anh không sao đấy chứ tôi không xử lý được hương thập thất còn không xử được cậu sao cậu cho rằng hoàn cảnh của cậu với cô ta giống nhau sao không đến xem như cậu nghỉ làm không phép anh dám anh là quản lý ngoài việc đi cấp dưới ra thì cái gì cũng không biết làm tôi thấy anh má trái thiếu đấm má phải thiếu tắt đấy giống như phiếu mua hàng năm đồng của maserati ỷ gì thế phế vật chúng ta đi lợi hại đấy đến lãnh đạo cũng dám chửi phải nói ra lời nói thô tục thì mùng miệng mới sạch sẽ được nếu mà lướt xuống rồi thì tâm sẽ bẩn thiểu đấy phách lối thế này lẽ nào thực sự là thiên kim của chủ tịch sao cái gì thế tôi phách lối là bởi vì tôi đã mắc bệnh nan y sắp chết rồi mới hiểu rõ đời người nhất định phải sống vì chính mình hóa ra cô ấy bị ung thư mình đúng là đáng chết mà quản lý có chuyện lớn rồi chủ tịch tập đoàn thiên hào tuyên bố giao lại tập đoàn cho con trai duy nhất con trai duy nhất vậy khương thập thất tôi sẽ giết chết cô ta anh muốn giết chết ai lại muốn bị ăn đòn à khương thập thất Trước đây tôi nể mặt cô ba phần. Đó là bởi vì tôi cho rằng cô là con gái chủ tịch. Bây giờ tôi mới biết, cô, không là cái dám gì cả. Tôi thắc mắc trước đây sao tự dưng anh lại làm người. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không son. Ai dám động vào cô ấy? Cô ấy là người của tôi. Cậu, một tên thực tập sinh quèn như cậu giờ trò thể hiện quyền lực gì ở đây? Video sau đó anh không xem à? lưu hạo quần người thừa kế duy nhất cậu là con trai của chủ tịch anh bị phong sát khuôn mặt anh vừa rồi vừa xanh vừa tín thật là đa sắc màu khương thập thất cô chơi tôi đúng không tôi liều với cô tuổi tác lớn dối sẽ ngủ nhiều khương thập thất cô ăn mặc xấu xí như thế chẳng trách không có người đàn ông nào thích cô không giống tôi mỗi một đồ trên người đều không cùng một người đàn ông tặng cô là cô rất nổi tiếng à vậy cô đặc biệt nói cho tôi làm gì thế thích tôi yêu thầm tôi muốn tôi cũng tặng quần áo cho cô à cô thích tất chân của tôi không nay tặng cô tặng cô khương thập thất cô điên đấy hả cô có xấu hổ không thể tôi sắp chết rồi tôi muốn phát điên cải tạo lại thế giới sợ rồi vậy thì cách xa bà đây một chút bớt gây sự với tôi có mới sang sớm ồn ào gì thế hạo quần tổng khương thập thất ghen tị với duyên đàn ông của tôi bản thân không có tình yêu liền ở đây phát điên ai nói tôi không có tình yêu lưu hạo quần tôi thích anh bây giờ ngay lập tức yêu đương với tôi cô điên đấy hả đó là hạo quần tổng đấy cóc ghẻ tôi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga đấy tôi thích ăn thì ăn có bản lĩnh thì cô cũng biến thành cóc ghẻ đi lưu hạo quần tôi yêu anh tôi nói tôi yêu anh anh chạy gì thế tôi yêu anh tôi thực sự rất yêu anh chết rồi vẫn yêu 6 giờ. Ai thế? Khương Thập Thất, bây giờ là 6 giờ. Cô đến nhà tôi làm gì thế? Tôi đến để tỏ tình. Tôi biết anh buổi sáng thích ăn bánh quẩy. Đây là hoa bánh quẩy tôi chuẩn bị cho anh. Khương Thập Thất, cô đến tỏ tình sớm như thế. Anh dậy sớm tôi dậy sớm, chúng ta sớm muộn ở bên nhau. Bây giờ tôi tỏ tình với anh, lập tức đưa ra đáp án của anh 321, nói, Khương Thập Thất, tôi xin cô đấy. Mau đi đi. Tôi không đi. Tôi muốn tốc chiến tốc thắng. Tôi sắp chết rồi. Còn có 5 tháng nữa thôi nhưng trong năm tháng cuối cùng này, anh có thể hẹn hò với tôi không? Từ chối tôi, tôi rất thích cảm giác không có được này. Giới thiệu với mọi người, đây là châu đồng anh em tốt của tôi, cũng là chuyên gia trong ngành này. Mọi người có vấn đề gì có thể hỏi cậu ấy, tôi có vấn đề, nói đi, khoai tây có thể biến thành khoai tây nghiền, ngô có thể biến thành ngô nghiền, lưu hạo quần vì sao không thể nói, tôi yêu bạn, đồng âm. Khương thập thất, tôi sắp bị cô làm cho phát điên rồi, Chúng ta đi, anh không đồng ý tôi tôi sẽ không từ bỏ đâu. Đúng là mất mặt mà, chạy đến gãy hai chân, cô cũng không theo đuổi được chủ tịch đâu, vặn vẹo bò trong đêm tối. Bò đến nấm mồ của cô nhảy múa. Anh em, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tỏ tình như thế này đấy, nếu không được thì cậu cứ theo cô ấy đi, cô ta thật điên rồ, tôi lại thấy cô ấy khá thú vị đấy, đó là vì cậu không hiểu, đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm, phục vụ, gọi món thế này là ý gì vậy khương thập thất đây là tai của tôi nó nói nó yêu anh đây là mắt của tôi nó cũng yêu anh vậy miệng cô thì sao yêu anh cả ngày không có việc gì làm không làm gì quá ba lần không yêu tôi thì thôi anh biết trên đời này có bao nhiêu đàn ông không 3,5 tỷ bây giờ tôi lập tức theo đuổi người khác anh đẹp trai anh đồng ý hẹn hò với tôi không bỏ anh em của tôi ra tôi đồng ý ngày mai hẹn hò cậu không thích cô ấy, tôi thích, làm anh em nhiều năm, hai chúng tôi kết hôn cậu nhất định phải đến uống rượu mừng đấy, kết hôn. Chồng, vợ. Dừng lại. Đi thôi, chúng ta đi xem phim. Thập thất, cúc áo anh có sợi chỉ, em lấy ra giúp anh. đẹp quá đây là quà anh tặng em hôm nay anh rất đẹp làn da rất đẹp đương nhiên rồi vì buổi hẹn hò hôm nay tối qua em đã thoa một lớp giày kem làm sáng da petroin frame nó có thể nhanh chóng làm mờ nếp nhăn nhanh chóng phục hồi nhanh làm sáng da dáng vẻ bây giờ của em đã làm mê mẩn anh rồi đúng không đợi một chút sao cậu lại đến đây người phụ nữ chuyên nghiệp anh yêu em trước đây anh không đồng ý em là bởi vì anh sợ mất em em chỉ còn sống được 5 tháng nữa anh không dám tưởng tượng sau năm tháng nữa phải trải qua như thế nào từ thiên đường xuống địa ngục nhưng bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi nếu như anh không thể ở bên em anh sẽ hối hận cả đời em có đồng ý cho anh thêm cơ hội nữa không thập thất anh yêu em anh thực sự yêu em em chạy gì chứ sao vẫn chưa thông báo cho khương thập thất là nhầm lẫn thê tôi lập tức thông báo hy vọng cô ấy không làm chuyện gì quá đáng chết cũng phải yêu. Xem ra người điên mới là người anh em của mình. Thuê nhà ở thành phố lớn, đất thế, không thập thất, ở tuổi của cô, vẫn đang ở nhà thuê à? Thì sao? Cô mua nhà rồi à? Này tôi nói các cô nghe này, tôi đã mua một căn hộ lớn ở từ lâu, diện tích 200 mét vuông, 4 phòng và một phòng khách. Cả đời này cô cũng không mở được ở trong đó đâu, cho thuê tầng dưới, 3 phòng một phòng khách 600 đồng. Ở đâu ở đâu? Không phải cô ở trong căn hộ lớn 200 mét vuông sao? sao thế cô dùng chân đào ra thế còn bốn phòng và một phòng khách không nhìn ra đấy tiểu tử cô còn biết đào vét khương thập thất cô nói tôi là chó cô mới là chó điên đấy cô cắn người bừa bãi tôi vẫn chưa tiêm vaccine bệnh dại đâu người phụ nữ chuyên nghiệp gâu 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 Ẩm ý gì thế hạ quần tổng anh xem khương thập thất cô ta giữa ban ngày ban mặt ở văn phòng phát điên cắn người bừa bãi sao cô ấy không phát điên với người khác chỉ phát điên với cô chắc chắn là cô chọc ghẹo cô ấy rồi thập thất đây là đông trùng hạ thảo anh bảo người nấu cho em Nhân sâm trăm năm và sen tuyết thiên niên kỷ, nhiều thế này em không uống hết đâu. Không sao, lấy đi ngâm chân. Tiểu quái thú khương thập thất này dám quyến rũ Hạo quần tổng dưới mắt mình. Thương hiệu hàng đầu Petroindusin phát sóng trực tiếp lần thứ 38. Các người đi làm MC, Petroin, hào quang sản phẩm nội địa à. Em rất am hiểu đông sản phẩm này. Em có thể lên sóng. Gần đây sức khỏe em không tốt, một mình em không được. Hạo quần tổng, cho thập thất một cơ hội đi. Tôi làm cùng cô ấy. Được, vậy thì như thế đi. Mặc dù tôi không biết cô định giở trò gì, nhưng tôi chiếu, tôi nhất định biến cô thành trò hề để Hạo Quân tổng biết rằng cô không xứng với anh ấy. Thập thất sau khi buổi livestream kết thúc chúng ta đi du lịch thế giới đi, chúng ta có thể ngồi máy bay riêng đến Bắc Cực để ngắm cực quang, sau đó đến Nam Cực để xem chim cánh cụt. Vâng, trong những phút cuối đời của em, có thể đi hết thế giới cùng anh, em chết cũng không hối tiếc. Buổi livestream hôm nay, MC Khương, người phụ nữ chuyên nghiệp, Cạn phấn, dọa đôi mắt cầu của cô rồi. Từ gốc ban đầu là Bruta, nhanh mờ nếp nhăn, nhanh phục hồi, nhanh sáng ra, càng phù hợp giải quyết vấn đề lão hóa của chị em Trung Quốc chúng ta. Hơn nữa còn dùng chung sản phẩm với Vương Nhất Bác Nha, thập thất bán hết sản phẩm rồi. Các chị em đừng lo lắng, từ từ, nhưng cơ hội quay lại lần này, tôi cho chị em xem. Khuôn mặt chưa từng sử dụng nào cho mọi người cùng xem đừng phát nữa đừng phát nữa chuyện gì thế hạ quân tổng tôi để khương thập thất dẫn dắt livestream cô ta làm nhục tôi trước 100.000 người con người tôi thưởng phạt rõ ràng cô livestream gây khó dễ đồng nghiệp trừ tiền lương khương thập thất phiên livestream của em hàng loạt lời nói dí dỏm với số lượng fan đông đảo thưởng 10 vạn tối nay tôi mời mọi người ăn cơm muốn ăn tùy ý gọi khương thập thất cô dẫm đạp lên tôi để trèo lên cô đợi đấy cho tôi máy bay riêng và phòng tổng thống đã đặt chưa? Thời gian cuối cùng của thập thất, tôi tuyệt đối không để cô ấy có tí không vui nào. Hóa ra khương thập thất sắp chết rồi, chẳng trách hạo quân tổng tốt với cô ta như thế, hóa ra là thương hại cô ta. Báo cáo xét nghiệm của thập thất, đưa tôi đi tôi đưa cho cô ấy, được. Hóa ra khương thập thất không bị ung thư, vậy là cô ta lừa dối, hạo quân tổng, xem mình vạch trần cô ta thế nào, hạo quân tổng, khương thập thất cô ta vẫn luôn lừa dối anh. Khương Thập Thất cô ta vẫn luôn lừa dối anh, cô ta không hề bị ung thư, đây là báo cáo xét nghiệm của cô ta, cô ta chỉ đang lợi dụng sự đồng cảm của anh thôi. Vậy có nghĩa là bệnh ung thư của em là chẩn đoán sai, cô mau cút đi đi, Hạ Quân tổng không muốn nhìn thấy cô chút nào nữa rồi, người như cô. Nếu không phải bị ung thư tranh thủ sự đồng cảm, Hạ Quân tổng sao có thể chú ý đến cô chứ, còn đưa cô đi du lịch thế giới nữa. Tôi không tin lời nói vớ vẩn của cô. Lưu Hạ Quân anh quay lại đây cho em, tốt quá rồi, em không phải chết nữa rồi. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn có thể cùng nhau phát điên 50 năm nữa. Vậy cô ta phải làm thế nào? Có phải cô rất ngưỡng mộ chúng tôi du lịch thế giới đúng không? Tôi cũng đã sắp xếp cho cô một kế hoạch du lịch rồi, đến thăm tộc ăn thịt người, vé máy bay một chiều nhé. Đốt pháo thôi nào, chúc mừng chị họ ly hôn, ai cho tôi đốt pháo? Ai nói tôi muốn ly hôn hả? Anh động tay động chân với chị họ tôi, hôm nay nhất định phải ly hôn đàn ông mà đánh phụ nữ thì đều là rác rưởi. Con trai tôi chỉ đẩy cô ta một cái, hai vợ chồng nó cãi cọ mâu thuẫn tí không phải chuyện bình thường sao? Cô ta yếu đuối quá vậy, chỉ cãi cọ mâu thuẫn tí tôi có ra nông nỗi này không? Đó là do thể chất cô kém, tôi cũng là người biết lý lẽ, nếu con trai tôi bị thương, tôi cũng không nói lời nào cả. Mẹ chồng như bà thật quá đáng. Em thấy bà ta nói đúng, chị họ đừng ly hôn nữa, em thấy mẹ chồng chị cũng nói có lý đấy, nhà các người cuối cùng cũng có người hiểu chuyện, thập thất, cô mau thu dọn hành lý quay về đây. Trong nhà còn bao nhiêu là việc đợi cô làm đấy, cô nói xem còn muốn ở nhà mẹ đẻ bao lâu nữa, khiến người ta cười cho. Được rồi, chị họ tôi tính tình bướng bỉnh, quay về tôi sẽ khuyên chị ấy, một tuần nữa đích thân tôi sẽ đưa chị họ quay về. Để vợ chồng son các người yên ổn sống, chị, nói là làm đấy, nếu một tuần nữa không về, xem cả nhà cô tính thế nào. Đi thôi, đi thôi. Thập thất, vừa rồi em có ý gì? Nếu ly hôn như thế thì nhẹ nhàng cho anh ta quá, bọn họ đã vô lý như thế, đối xử với loại người vô lý như thế chúng ta phải dùng chính cách của họ đối với chúng ta ý gì thế chị quên rồi à em biết vịnh xuân họ đã muốn cứng như thế vậy chúng ta sẽ đánh cho họ răng văng đi khắp nơi em nói đúng chị không nên hối hận vì lấy phải nhà chẳng ra gì chị nên khiến anh ta hối hận vì đã lấy người như thế nào biết nhận thức đó đi thôi em làm mẫu trước cho chị dồn khí xuống đăng điền hông eo hợp nhất lực từ dưới lên sức quyền từ tâm. Lợi hại quá, đánh Vịnh Xuân phải phải nhớ một chữ, nhanh, sai, là kẻ thủ, phải có ý chí kiên định, thủ đoạn độc ác, đến lượt chị. Không sai, chính là lúc này, chị họ, năng lực lĩnh hội của chị đỉnh đấy, đợi đến hôm đó khiến cho tên chồng xấu xa của chị, trông mắt xem sự lợi hại của chị, thập thất, chị thực sự có thể sao? Chị phải có niềm tin với chính mình đây là hộp quà Petroin em chuẩn bị cho chị. Chị kết hôn, đã vì gia đình mà hy sinh nhiều như thế, đã không yêu thương bản thân cho tốt, mà chị đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Dùng kem dưỡng Petroin này, nó có thể nhanh chóng mờ nếp nhăn nhanh chóng phục hồi và sáng ra nhanh, khôi phục vẻ đẹp của chị. Bây giờ trên Dujin đang có ưu đãi 8 trên 3, nhấp vào trung tâm mua sắm, 8 trên 3 mua giá tốt, giảm giá ngay lập tức các mặt hàng, không cần phải trả tiền, rất tiết kiệm chi phí. Sử dụng xong thực sự cảm nhận được làn da sáng lên trông thấy, chị họ, chị dường như biến thành người khác vậy. Hãy nhớ sự tự tin và sức mạnh của phụ nữ luôn luôn chính là bản thân mình. Thập thất, em dạy thêm cho chị mấy chưa đi? Được thôi. Em dạy chị đều nhớ rõ rồi chứ? Nhớ rõ rồi yên tâm. Quay về đúng thời gian đấy nhỉ? Nhìn thấy bộ quần áo kia chưa? Đang đợi cô đấy đi nấu cơm đi, đói rồi, đói thì đến nhà xí mà ăn, khát thì vực hầm cầu mà uống, cô ăn nói kiểu gì thế hả? Đây là quyền gì thế? Vịnh Xuân, cô ở đây giả làm diệp vấn với tôi hả? Xem tôi xử lý cô thế nào? Thành công rồi chị họ, cảm ơn em thập thất, ai ra, có chuyện gì thế hả? Được lắm, cô dám đánh con trai tôi không phải bà đã nói rồi sao giữa vợ chồng khó tránh khỏi lục đục vừa rồi là anh ta không cẩn thận bị chị họ tôi đập phải mẹ mẹ đã về rồi con muốn ly hôn với cô ta bắt buộc ly hôn loại phụ nữ ác độc này không xứng bước vào nhà chúng ta ly hôn anh đừng có mơ bây giờ anh muốn ly hôn muộn rồi sau này anh chỉ có thể nằm trong tay tôi tôi tuyệt đối sẽ không để loại đàn ông xấu xa lưu lạc trong nhân gian làm hại đến chị em khác người đâu anh cháu ngoại anh bị người ta đánh này hai người chết chắc rồi Nhìn cái vẻ kinh hãi của cô ta kìa, sợ chạy mất rồi, chỉ còn lại mình cô, đánh cho tôi, ai nói cô ấy chỉ có một mình, lấy từ hố ga ra đấy, đến đây nếm thử nào. Không hổ là học trò của em, nhìn dáng vẻ kinh sợ của bọn họ kìa, không đủ cho hai người chúng ta đánh, thập thất. Anh đến giúp em đây. Hai người các người có thể giải quyết, tìm nhiều người như thế làm gì, ức hiếp người quá đáng, đúng thế không bọn họ đến để khiêng các người đấy dù gì tí nữa các người sẽ ngất mà ra khỏi đây không sống nổi nữa rồi tôi động phải đá rồi khiêng đi xin chào tôi là nhân viên mới nghiêng nghiêng xin chào nhân viên mới à vừa khéo tỏi mai có buổi nhậu cô uống với tôi là lý tổng vài ly nhé giám đốc vương tôi dị ứng với rượu cô đừng nói với tôi mấy cái vớ vẩn vô nghĩa này tôi tuyển cô vào là bởi vì cô xinh đẹp đưa theo ra ngoài tôi hỏi lại cô lần cuối tối mai cô đi hay là không đi nghiêng nhiên cô thật không hiểu chuyện giám đốc vương cho cô cơ hội biểu hiện tốt như thế không phải ai cũng có đâu cô bắt buộc phải đi giám đốc tôi có thể đi không tôi có thể uống cô có thể uống bao nhiêu một lạng không uống liên tục thật không nhìn ra cô có thể uống như vậy vậy được tối mai cô đi với tôi mọi người nhìn không thập thất tự giác như thế không sao có tôi ở đây sẽ không để anh ta ăn hiếp cô cảm ơn cô thập thất thập thất thấy em đã dùng hết petroin mờ nhân rồi mua cho em bộ mới này qua u trái tim này em thích lắm cảm ơn anh yêu thập thất nghe nói ngày mai em đi nhậu với giám đốc vương à có phải bị ép buộc không bây giờ anh lập tức sa thải lão già đáng ghét đó sa thải dễ dàng cho anh ta quá nếp nhăn thì giao cho petroin lão già xấu xa đó giao cho em ngày mai em sẽ xử đẹp anh ta đại tu triệt để văn hóa nhậu không hổ là người anh thích, dứt khoát, Lý tổng, món ăn ở nhà hàng này, đặc biệt tiêu chuẩn đấy, anh nhất định phải dùng nhiều đó. Có lòng rồi, giới thiệu với anh, đây là hai người đẹp công ty chúng tôi, Thập Thất Nghiên Nghiên. Hai người đừng ngồi ngây ra đấy nữa, mau mời Lý tổng một ly đi, mau mời Lý tổng một ly đi. Lý tổng tôi không uống được, dùng trà thay rượu mời anh. Nghiên Nghiên, cô dị ứng rượu, là bởi vì uống, cô uống nhiều lên chút, chăm luyện tập là cơ lên ngay. Nghiên nhiên đừng dành với tôi được không hả? Tôi còn chuẩn bị thơ mời rượu nữa này thập thất còn chuẩn bị thơ mời rượu nữa à? Đọc cho mọi người cùng nghe nào. Quy định của Bộ luật dân sự, nếu xảy ra hành vi dụ dỗ uống rượu sau đây, gây tổn hại đến thân thể của đương sự, người uống chung phải chịu trách nhiệm pháp lý. Dừng lại đợi chút, cô đang nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi phổ cập kiến thức pháp luật cho mọi người. Đúng rồi Nghiên Nhiên, tí nữa cô nhớ, đưa số điện thoại ba mẹ cô cho giám đốc Vương nhé. Tôi lấy số điện thoại ba mẹ cô ta làm gì? Người ta vốn dĩ dị ứng với rượu, nếu có chuyện không may xảy ra, anh còn phải bồi thường cho người ta nữa. Tôi và Lý tổng chính là người chứng kiến tôi và lý tổng chính là người chứng kiến đừng bắt cô ấy uống nữa hôm nay khách hàng đến đây cô cho tôi thể hiện chút uy quyền được không ai ra nói đúng nha tôi thực sự không có mắt nhìn mà lý tổng để tôi gấp thịt ba ba cho mọi người nhé cảm ơn cảm ơn giám đốc vương trên cả bàn này chỉ có một trứng ba ba tên khốn nạn tôi thấy múc cho anh là hợp lý nhất lời này của cô là có ý gì trứng ba ba này rất hiếm thấy nha cũng giống như một lãnh đạo giỏi như anh rất hiếm thấy quả là rất xứng xem ra giám đốc vương nói rất hòa hợp với cấp dưới là thật nên thôi nên thôi lý tổng cái này thì anh không biết rồi giám đốc vương nổi tiếng trong công ty chúng tôi lắm mọi người còn họa chân dung anh ấy nữa anh xem vì sao chỉ có một con mắt thê đó là đại diện cho việc dành việc bình thường anh ta thích mở một mắt nhắm một mắt vậy vì sao lỗ mũi lại to hơn mắt đó là bởi vì bình thường anh ta thích dùng lò mũi giòm chúng tôi cho nên chúng tôi thấy nó to như thế đấy. Khương thập thất cô dám mắng tôi đúng không? Đừng nói, chứa đựng trong rượu, giám đốc vương. Tôi kính anh. Hôm nay cô cố ý bới lông tìm vết đúng không? Tôi nói cô biết khương thập thất. Hôm nay nếu cô không uống sạch hai chai rượu này cho tôi, tạ lễ xin lỗi tôi. Nếu không quay về cô xem tôi xử lý cô thế nào. Sao nào, vẫn muốn vung nắm đấm chết tiệt của anh, đánh tôi hả? À? Quay đầu, tôi vẫn không yên tâm thập thất đến nhà hàng. Anh ra tay thật đây à, thân thủ giỏi. Tôi sớm đã không thể nhịn nổi nữa rồi, giám đốc Phương, cậu bớt bớt dầu mỡ đi được không hả? Ăn cơm thì yên ổn ăn cơm thôi, cứ mãi cái văn hóa bàn rượu này, cậu làm cái gì thế hả? Cô gái, tôi rất thích tính cách dũng cảm thẳng thắn của cô, sau này hạng mục của tôi đều do cô phụ trách, cảm ơn Lý tổng. Được, tôi đi được rồi đúng không? Giám đốc Phương. Đi cái gì chứ? Rượu vẫn chưa uống hết mà. Lãng phí quá. Cô muốn dòng cái gì? Không phải anh thích uống sao? Của anh biết đấy. Này. Hạo quần tổng. Xem ra phu nhân đã tự mình xử lý xong rồi. Lý tổng xem trò hề rồi. Tôi biết một nhà hàng rất ngon gần đây. Tôi mời. Không có rượu. Chúng ta từ từ bàn công việc. Được đấy. Xem ra chỉ cô ấy chừng trị người khác. Không ai động vào cô ấy được tôi yên tâm rồi, đi thôi. Khương thập thất, mau sửa soạn sửa soạn, chuẩn bị xem mắt, cô à, lại tìm được cho cháu hai chàng trai rất tốt. Cô à, đúng là khó cho cô rồi, lần lượt từng người một, ai cũng toàn thói hư tật xấu, nhưng mà, cháu đã có bạn trai rồi, hơn nữa anh ấy rất tốt, đừng khoác lác nữa, đó không phải là người thân, ai thèm quan tâm cháu chứ, dựa vào bản thân cháu, không tìm được người đàn ông nào cả, chứ đừng nói là đàn ông tốt, cô đã nói như thế, vậy để cháu xem xem. Họ đã đến dưới nhà rồi, để cô bảo họ lên đây, cô không tha cho cháu, cháu cũng không để cô dễ dàng đâu, đến đi tổn thương lẫn nhau. Trong cô cũng khá xinh đẹp đấy. Chỉ có điều ăn mặc thế này, có chút quê mùa, đất quê mùa của bà đây dùng để chôn anh đấy, cô. Người tiếp theo, mẹ tôi nói với tôi rồi, nhà chúng tôi ba đời độc đinh, sau khi cô lấy tôi, ít nhất mỗi năm một đứa. Vậy về nhà bảo mẹ anh sinh thêm một đứa đi tôi đi mách mẹ tôi khương thập thất cô có lòng tìm cho cháu hai người ưu tú như thế cháu đắc tội cả hai khiến cô mất mặt có lòng tốt cô nhiệt tình thu nhập cho cháu mấy người này như thế dưa nát táo thối sao cô là cô muốn nhìn thấy cháu lấy một người đàn ông vừa nghèo vừa xấu để làm nổi bật con gái cô đúng không điều kiện của con gái tao vốn đã tốt rồi thân hình tướng mạo đều đẹp đã lấy một người đàn ông giàu có mày cũng xứng so sánh với con gái tao à không tự nhìn lại bản thân là loại gì chứ điều kiện của em họ tốt như thế Ngày mai tụ họp người thân Dẫn đến đây cháu xem Mày cứ đợi đây Cháu đợi đây Thật thất Ngày kỷ niệm yêu nhau vui vẻ Là Petroin Ngày mai em tụ họp người thân Lại đúng dịp quốc tế phụ nữ tặng mỹ phẩm cho người thân Đặc biệt chuẩn bị cho em hộp quà Petroin Còn cái này nữa Chiếc poster này cũng tặng em sao Anh biểu hiện tốt như thế Tụ họp người thân ngày mai Có thể đi cùng em không Anh quên rồi à Ngày mai anh có lẽ ký hợp đồng rất quan trọng Đàn ông không nên não yêu đương Nên đặt tâm vào công việc. Được rồi, tôi nói mọi người nghe này. Khương thập thất, đã nhiều tuổi rồi, đừng nhai lưỡi đi cô. Thập thất đẹp quá. Khương thập thất, mẹ tôi đã giới thiệu cho chị nhiều đối tượng như thế. Một người cũng không thành. Chị tệ thế, mẹ cô lục lọi đàn ông trong thùng rác, không có mắt nhìn, cũng không nhìn lại bản thân là loại gì. Nhìn người đàn ông con gái tao tìm này, lương 5 triệu tệ, tiền đồ tươi sáng. Não giống mày, không ai cần, ai nói cô ấy không ai cần, tôi cần cậu là ai thế tôi là bạn trai của khương thập thất lưu hạo quần sao anh lại đến đây anh không đi ký hợp đồng hết cách anh não yêu đương khương thập thất bạn trai mày tìm cũng không so sánh được với mấy người tao giới thiệu với mày đầu heo với trai đẹp cô cũng không phân biệt nổi mắt của cô có phải có tật rồi không mày đẹp trai thì có tác dụng gì chứ mỗi tháng cậu kiếm được bao nhiêu cái này phải xem tình hình mỗi tháng không giống nhau tôi biết rồi cậu nhất định là nhân viên giao hàng đúng không chạy bao nhiêu kiếm bấy nhiêu đúng không nhân viên giao hàng cưỡi xe điện đúng chứ đến xe cũng không mua nổi trùng hợp đấy hai hôm trước con mới mua một chiếc xe mới đỗ trước cửa chờ là xe của con mua đúng không thật không hổ là con rùa vàng của mẹ đúng 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 chính là chiếc xe đó xin hỏi một chút chiếc chờ đỗ trước cửa là của ai thế làm phiền rời đi một chút của anh ta thật phiền phức ai dám động vào chiếc xe đắt như thế của tôi tôi khiến người đó đền táng ra bại sản tôi sẽ không di chuyển không phải không di chuyển là di chuyển không nổi chiếc xe đó không phải của anh không phải của con rể tao lẽ nào của mày chắc thực sự không phải của tôi vậy mày lắm mồm gì chứ chiếc xe là tôi đặc biệt mua tặng thập thất còn giả vờ giả vịt nữa nếu đã như thế vậy chúng ta cùng xuống di chuyển xe xem xem xe này rốt cuộc là của ai mẹ không cần đâu bắt buộc đi con rể ngoan mau bấm mau mè một chút cho bọn họ xem hay là thôi đi làm đi chứ. Bật lửa, trông a à, chuyện này là thế nào? Tôi đã nói rồi đây là xe của tôi. Còn muốn chuồn, hóa ra cậu là một tên nghèo rớt, anh ta đúng là che giấu thân phận, là nhân vật có máu mặt có thể lên tin tức. Vậy mà mày còn dám như thế với con rể tao à? Anh ta là một kẻ lừa đảo, tiếng tăm lừng lẫy. Chủ tịch, đưa anh ta đến đồn công an, thập thất à? Hóa ra, bạn trai cháu là chủ tịch à? Chắc hẳn có mạng lưới quan hệ rộng rãi phải không? Giới thiệu đối tượng cho con gái cô nhé. Không vấn đề, đều là người một nhà, lên đây. Mẹ. Đây là động vật gì thế? Khương thập thất, có loại đối xử với người thân như mày sao? Mày điên rồi à? Tôi chính là người phụ nữ điên rồi đấy. Tôi chính là người đàn ông điên rồi đây. Người phụ nữ điên xứng với người đàn ông điên, trời sinh một cặp. Các người, con rể của mẹ đến rồi. Ông à. Chân ông bị thương rồi, ông phải đi bệnh viện đi. Không đi không đi, tôi còn phải đi giao đồ nữa, quá thời gian là bị phạt. Cháu đưa ông đi bệnh viện, chuyện giao hàng ông yên tâm, cháu thay ông giao đồ. Cháu lái xe rất nhanh, cảm ơn cháu. May quá không trễ giờ, cô hứa là ai thê, đồ cô đặt đến rồi. Khương Thập Thất, trời ơi, đây không phải bạn học cũ Khương Thập Thất của chúng ta hay sao? Sao lại giao đồ ở đây thế? Trước đây bọn con trai trong lớp thường nói cô xinh đẹp hơn tôi, để bọn tôi ngắm cô trong bộ dạng mặc đồng phục giao hàng đi nào để xem bọn họ còn khương thập thất xinh đẹp nữa không tôi đã giao đồ đến rồi đi đây đều là bạn học cũ còn chưa ôn lại chuyện cũ nữa chuyện cũ đúng không nữa được ngồi đi muốn nói gì nào cô giao hàng lúc nào cũng phơi nắng phơi gió chắc một ngày cũng kiếm được vài đồng nhỉ một nghìn hai nghìn số tiền cô ta kiếm được một ngày có khi còn không đắt bằng đôi tất bạn trai cậu tặng đấy chứ nếu như không phải giao đồ cho cô cả đời này của cô ta sao có thể bước vào phòng bao của nhà hàng cao cấp như thế này chứ nơi này cũng gọi là cao cấp à tôi thấy các người thực sự chưa từng trải qua thế nào là thế giới nhỉ ra đồ còn tự cho mình hơn hẳn người khác à các người nói chuyện đừng khó nghe như thế được không tối qua tôi đọc sách đã đọc được một câu nếu như tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời tôi có thể chịu đựng bóng tối cô ta nghèo như thế nếu như hôm nay nhìn thấy chúng ta sống tốt như thế khiến người ta nghĩ như thế nào chứ cô hứa bánh sinh nhật của cô hôm nay là sinh nhật của cô à vậy tôi chúc cô ngày tháng sau này bốc mùi thối giữa tạm biệt cô đứng lại cô dám đi tôi sẽ đánh giá xấu cô tôi đúng giờ ra đồ cho cô cô dựa vào đâu đánh giá xấu tôi khách hàng là thượng đế thái độ của cô kém như thế khiến tôi không thoải mái tôi nghe nói một đánh giá xấu có thể khiến cô không thể giao đổ được nữa bây giờ cô biểu diễn một tiết mục góp vui cho mọi người có lẽ tôi có thể xem xét tha cho cô được chỉ cần cô không đánh giá xấu tôi bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị tiết mục xem như cô thức thời thay đổi tạo hình cho tôi trước những dịp quan trọng hãy dùng cái này hiệu quả tức thì kem dưỡng mờ nhăn petroin mờ nhăn nhanh chóng phục hồi nhanh và sáng ra nhanh, bí mật đánh địch rút lui, thoa giày cho tôi. Xem tôi quay lại và mặt họ như thế nào, tôi phải khiến cho bọn họ hối hận. Lâu như thế mà chưa quay lại, Khương Thập Thất chắc không phải chạy rồi chứ. Xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi, điệu bộ này của cô là thế nào? Bộ dáng hi phi hồi cung, Khương Thập Thất cô không đủ tư cách giả vờ trước mặt tôi, cô có thay quần áo thì vẫn chỉ là kẻ giao hàng tôi có rất nhiều cách để đối phó với một kẻ nghèo kết xác như cô không phải tôi chỉ muốn hâm nóng bầu không khí nơi đây thôi sao sau đây tôi sẽ đem đến cho mọi người tiết mục ngôn ngữ cô sớm ngoan ngoãn trước mặt tôi có phải tốt rồi không cô nói đi ba người các người thực sự cho rằng các người là chị em tốt sao lúc đi học mỗi lần cô không ở ký túc xá tiểu mỹ thường nói xấu cô nói cô giống heo nếu như không phải cô chịu chi tiền cho cô ta sớm đã đá cô rồi tôi nhớ năm đó cô ta lưu tên cô trên wechat là heo ngu ngốc cô có muốn thấy không có lẽ bây giờ nó vẫn còn đó đưa tôi xem xem dựa vào đâu tôi cho cô xem đây là việc riêng của tôi được lắm hóa ra khương thập thất nói đều là thật hóa ra cô vẫn luôn không vừa mắt tôi buông tôi ra hai người đừng để khương thập thất lừa chúng ta là bạn tốt mà buổi đoàn tụ hôm nay không phải vì vui vẻ sao đúng vậy buổi đoàn tự hôm nay chắc chắn là vì niềm vui rồi cô và bạn trai của tiểu mỹ chơi có vui không cô có ý gì chứ lúc còn đi học khả khả đã ngoại tình với bạn trai cô vừa rồi chân còn dính vào nhau dưới gầm bàn ấy ăn cơm đấy không thấy buồn nôn à được lắm cô dám quyến rũ bạn trai tôi cô thật khiến tôi thấy ghê tởm dù sao tôi cũng coi cô là bạn tốt nhất của tôi cô lại là cái loại người gì thế hả mọi người mau nhìn xem người này nào cũng lái xe sang đưa đón từ mỹ không phải là ba ruột cô ấy là ba nuôi cô ta dưa lớn nha cô dám cắm sừng tôi ôi mẹ ơi xóa đi xóa ảnh đi cho tôi tránh ra đánh cô ta đánh cô ta các người bảo tôi biểu diễn tiết mục thật không ngờ các người lại diễn phim hành động trước cảm ơn nhé đã cho tôi xem một tiết mục biểu diễn xuất sắc như vậy cái loại giao hàng thối tha nhà cô hôm nay tôi không xong với cô bây giờ tôi sẽ đi đập nát xe điện của cô khiến cô không giao hàng được nữa hôm nay tôi lái Porsche đến khoảng một triệu thôi đập không cô không đập thì tôi đi đây khương thập thất con điên này đúng đấy tôi thích phát điên đấy từ chối kịch quệ tinh thần bà đây xứng đáng lập thái miếu tôi muốn phát điên phát điên khiến tinh thần tôi sảng khoái tôi muốn phát điên phát điên khiến tinh thần tôi sảng khoái